Vâng, xin chào cô chú bác anh chị ha. Thì hôm nay kênh dùng chủ cụ đồ nghề Nhật Bãi của em lên clip số 52 về đồ nghề ha, ngày 13 tháng 9 nha. Thì hôm nay em lên 42 mã, gồm hai hình thức là chuyển khoản thì bên em bao ship và ship code, thì giá tầm 25.000 tiền ship code ha. Thời gian này dịch nên là bên em giao hàng nó sẽ đi chậm hơn, một giao hàng sẽ chậm hơn bình thường, nó khoảng từ 7 đến 10 ngày ha. Em xin đi vào mã đầu tiên, clip số 52 nha. 52 gạch 1 là một cây kìm engineer, hàng này của Nhật ha, hàng lưu kho ha. Thì cây này dài là 18 cm. Cây này mình dùng để mở ốc chết, ốc tuôn đầu ở nhà tắm hay là trên những cái con ốc mà nó bị rỉ sét ha. Như là phần đầu của nó có cái rãnh ở giữa, để mình có thể mình siết vô con ốc ha, con ốc. Dài tổng là 18 cm ha. Thì cây này bên em kênh em bán nhiều rồi, dài là 18 cm. Hàng này hàng lưu kho chưa sử dụng ha. Mã số 1, một cây kìm chết, giá 300 ha. Chuyển khoản lên bên em bao ship ha, cốt thì tầm 25.000. Tiếp theo em lên mã số 2 là một cây kìm chết của Justco ha. Cây này thì dài 20 cm. Cây này hình thức còn mới ha. Nghe của nó đẹp. Nó chỉ hơi bị đúng 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 vậy thôi. Dài là 20 cm ha. Giá là 250. Mã số 2, 52-2, 250 ha. Có chữ CRMO đây. Tiếp theo lên mã số 3 là một combo 3 cây dao mở túi ha. Thì anh chị mình về mình vệ sinh lại. Cây đầu tiên là 3 cây dao Nhật hết ha. Dài lưỡi là tầm 7 cm. Chữ này. Cây này thì anh chị về mình vệ sinh mình sửa lại ha. Chữ Nhật đầy đủ ha. Cây này là 7 cm à, còn cây hồi nãy là lưỡi dài là 9 cm. Cây này bên chị mình sử dụng để bỏ túi ha. Rồi combo 3 cây, mã số 3 giá 200 ha, chuyển khoản 5 basic. Tiếp theo lên cây số 4 là một cây cờ lê mở, cờ lê lực ha, dài tầm 18 cm. Đây nó có thông số đây. Của KTC ha. Rồi mã số 4, giá 100 ha. Tiếp theo em lên mã số 5 là một cây kéo cắt tôn của Nhật ha. Dài là 26 cm, dài tổng 26 cm. Chữ này. Phần lưỡi này. Kéo này thì cắt tô 1 ly ha. Phần lưỡi nó còn đẹp không? Mã số 5, một cây kéo cắt tôn của Nhật 180 ha. Tiếp theo lên mã số 6 là một cây kéo cắt tôn của Mỹ. Dài tổng là 31 cm ha. Phần chữ đây.
cân nó khoảng nhiêu. Cây này nặng khoảng 720g á. Mã số 6 giá 270 một cây kéo cắt tôn Mỹ. 270 anh. Tiếp theo em lên mã số 7 là một cây cây mỏ led thép đen của Sankey. Thông số là dài 25cm ha. Của Sankey thép đen. Đây là phần miệng của nó đây. Thì đóng nó lại nhìn nó khít, nó không có bị hở ha. Rồi giá cây số cây mỏ led Sankey thép đen mã số 7 là giá 250 ha. Mã số 7 250. Tiếp theo em lên mã số 8 là cây mỏ led của Top ha. Của Super. Của Super ha, dài là 24cm. Đây là phần miệng của nó ha. Rồi của Super ha. Không bị hở ha. Mã số 8 giá 180 ha. Một cây mỏ led của Super 180. Tiếp theo em lên mã số 9 là một cây mỏ led thép đen của Mitsu ha. Mitsu. Dài 30 ha. Của Mitsubishi ha. Còn đẹp ha. Còn đẹp ha. Khít không có bị hở ha. Mã số 52-9 ha. 52-9. Một cây Mitsu 380 ha. Tiếp theo lên một cây Mitsu cũng thép đen. Mã số 10 ha. Y chang cái cây hồi nãy mã số 9 nhưng mà cây này nó không có được đẹp bằng ha. Mitsu. Dài 30 ha. Nó không có được đẹp bằng cây số 9 nên là em bán nó giá là 280 ha. 300 ha. 300. Thôi, cái đó không xài được. Có camera mà xài. 300. Mã số 10 ha. Một cây Mitsu. Size 30. Tiếp theo em lên mã 11 là một cây kìm điện ha. Cây kìm điện của Fujiza ha. Dài tổng là 21cm. Nhà miệng còn đẹp á. Khít á. Của Fujiza. Mã số 11 106 á. 52-11 106. Tiếp theo em lên mã 12 là một cây kìm điện luôn. Của Fujiza. Cây này thì còn mới nhưng mà cái phần nè, phần cắt dây điện của nó là nó bị hở rồi. Nên là mình không có cắt được, mình chỉ bấm và mình vặn ốc thôi. Thì ba kêu anh Hòa mua rồi, con nó ngầm được con bụng kia rồi. Con nó nói là hai tháng rồi, hai tháng với vậy, hai tháng nữa là sao mà nó dùng cái chợ. Size 21cm như hồi nãy ha. Thì cây này nó bị lỗi chỗ này một chút nên là em bán giá 140 ha.
mã số 12. Tiếp theo em lên mã số 13 là một cây bộ tun đa năng của Victorinox, gồm có 12 tun ha. Thì cái này là một bộ Victor lớn ha, gồm có cưa này, đũa này, một cái kìm mini, cái tua bit này, tua bit cộng, kéo ha, dao, một con dao lớn nè, một cái khui bia ha, khui hộp, em không biết sao nữa. Chỗ này là một cái đồ khui rượu vang ha. Bộ này là bộ màu đỏ mờ ha. Màu đỏ mờ thì sơn màu đỏ mờ thì nó thường thường nó mắc hơn những cái màu bóng. Mình phải kéo này vô, như vặn nó vô được, gấp nó vô được. Rồi mã số 13 1,7 triệu ha. Cây này thì em nhận chuyển khoản bao ship thôi. Một bộ Victor. Size lớn ha. Tiếp theo em lên mã số 14 là một cặp kìm, một cặp kìm con cá ha. Thì cây này của Roto nhưng mà nó không có được đẹp lắm, thì em bán luôn vô combo với lại một cây này có logo Suzuki nội địa Nhật nè, thì em bán cặp mã số 14 này là 120 ha. 120, cây này thì còn mới ha. Mã số 14 120. Tiếp theo em lên mã số 15 là một cây đầu búa ha. Cái này thì em thanh lý là đầu búa đinh. Thanh lý 100 ngàn, nó nặng tầm 300 gram á. 300 gram 100 ngàn, mã số 15 một cái đầu búa. Về để anh chị mình làm cái cán mình ráp vô. Tiếp theo em lên mã số 16 là một combo hai cây búa ha. Một cây búa nhọn với lại một cây búa bát chát. Thì hai cây này 160, tổng combo này là 160 ha. Hàng cũng còn, nhìn cũng còn như mới ha. Cái búa bát giác thì nặng 340 gram đó. Còn cây búa nhọn thì nó nặng tầm 220 gram. Combo số 16 150. Tiếp theo em lên mã số 17 là một cái đầu búa bát giác, đầu búa tạ ha, mà size nhỏ. Cái búa này nặng tầm 550 gram ha. Khoảng 550 gram. Hình thức thì nó còn mới á. Cá nó đây. Mã số 17 200 ha. Chữ ký hiệu đó. Mã số 17 200, một cây búa tạ ha. Khoảng 550 gram. Thế em lên mã số 18 là hai cây đục dùng trong mỹ nghệ ha. Thì đây là nó còn mới chưa, hay đầu nó chưa sử dụng ha. Cây này thì combo số 18 bán giá em 60 ha. Thì cái này anh chị nên chốt chung với lại mấy mã khác để em ship lên cho nó tiện ha. 18 giá 60. Tiếp theo em lên combo số 19 là bộ đục ha. 19 là một bộ đục gồm có 4 cây.
bốn cây size lớn nha. Thì đầu tiên là cây số 1 đây. Cây này dài là 28, phần lưỡi này là dài là 2.3 cm ha. Còn tem M đây là chữ của nó. Phần này là 2.3 cm ha. Tổng dài là 28 cm. Hai là một cây đục. Dài tổng là 26.5 cm ha. Và phần lưỡi này là, em đo lại, phần lưỡi này khoảng 1.2 cm ha. 1.2 cm. Chữ đây. Cây thứ ba là một cây dài là 21 cm và tầm chỗ này là khoảng 1.7 cm ha. Phần lưỡi là 1.7 cm. Chữ. Rồi thứ tư, cây cuối là một cây đục ha. Size của nó là dài tổng là 24 cm mà phần này là phần lưỡi đục là 3 cm ha. Rồi combo số 19 là một bộ đục cùng với 4 cây ha. Giá là 300. Mã số 20 gồm có hai cây. Cây này là cây gọt gỗ nè. Dài tổng của nó là 24 cm và phần lưỡi này là 10 cm đó. Phần lưỡi là 10 cm. Gồm có hai lớp thép nè, lớp thép cứng và lớp thép mềm. Cái này chắc để gọt gỗ mà em cũng chưa biết cách sử dụng của nó như thế nào, nó hơi cong cong nè. Chữ nó thì rất là đẹp. Rồi cây thứ hai trong mã 20 là một cây đục, cái lưỡi đục đây, chữ đây. Thì em bán chung mã số 52-20 là 300 ha. 52-20 là 300. Tiếp theo em lên mã số 21 là một cây ghép cành ha. Có vỏ. Dài tổng là phần này là 13 cm. Phần lưỡi là 13 cm đó, chữ đây. Thì cây này em đã vệ sinh và đã mài bén rồi. Mã số 21 150 ha. Mã số 22 là một cây ghép cành luôn, dài tổng là 17.5 cm. Đây là phần trên ha. Hai lớp thép không? Chữ của nó. Mã số 22, một cây ghép cành 120 ha. Tiếp theo em lên mã số 23 là một cây ghép cành, nó bị mất cái vỏ phần trên này, chỉ có phần dưới ha. Lưỡi sử dụng phần này là 7 cm. Cây này là cây thép Pama ha. Đây là phần lưỡi của nó là hai lớp. Mã số 23 150 một cây ghép cành ha. Mã 24, 25 rồi.
Em lên mã số 26 ha. 26 là một cây keo bướm. Cây này thép tí trắng nha. Dài tổng là 20 cm ha. Chữ hai bên luôn ha. Hơi chuẩn bị chỗ này nhưng mà nó sử dụng không có vấn đề nha. Cái này thì nó bị nông không có sâu. Cái này bên em đã vệ sinh được ra ngoài hết rồi. Mã số 26, một cây thép trắng nha. Giá là 360 không? Hoa văn rất là đẹp không? Số 27 là một cây kéo bướm. Cây này thì cũng thép thép trắng luôn, thép trắng Yasuke. Dài tổng của nó là 18 cm ha. 18 cm. Mã 27 giá 260 ha, một cây kéo bướm thép trắng. Dài tổng là 18 cm. 27 giá 260. Tiếp theo em lên mã 28 là một cây kéo bướm. Cây này thì dài là 17 cm. Chữ đây ha. Phần lưỡi đây. Giá là 120 ha. Mã 28 một cây kéo bướm 120. Bên em đã vệ sinh cái mài hết rồi ha. 28 120. Tiếp theo em lên mã 29. 29 là một cây keo bướm thép xanh nha. Dài tổng cây kéo là 10 hạt 18.5 cm. Phần lưỡi nha. Rồi mã số 29 giá 250 ha, một cây kéo thép xanh. Tiếp theo em lên mã số 30 là một cây kéo kéo con cá thủ công ha. Kéo bonsai hình con cá mà cây này thủ công ha. Nhìn cái cá nó nhìn rất là mập mà, chắc chắn ha. Cây này thép xanh nha, xanh một ha. Chữ khắc thủ công hai bên luôn ha. Đây là phần lưỡi kéo này. Cây này dài tổng 16.5 cm ha. Tổng thể cái kéo nhìn chắc chắn. Mã số 30 giá 220 ha, một cây kéo bự con cá bonsai ha. Tiếp theo em lên mã số 31 là một combo hai cái kéo em thanh lý ha, một cây kéo tỉa với một cây kéo bướm. Cái nó hơi bị cứng thì anh chị về mình chai dầu mỡ với mình vệ sinh cây này ha. Này em cũng đã làm sơ cái lưỡi lại này, lấy form dán này rồi. Rồi một cây kéo tỉa. Rồi mã số 31. 120 gồm hai cái kéo ha, combo 31 120. Tiếp theo em lên mã số 32, 32 là một cây kéo cắt vải ha. Cây này dài tổng là 28 cm và phần lưỡi sử dụng là 13 cm ha. Thì cái này là do nó đen đen chứ không phải là rỗ ha. Nhựa gì đó nó dính vô chữ đây. Khâu đồng ha. Để em test các bạn thử.
cách bình thường ha. Mã số 32 220. Tiếp theo em lên mã số 33 là một cây rìu ha. Rìu dài tổng là 35 cm và phần lưỡi sử dụng là 9 cm ha. Nặng tổng là 620 g. Đây là phần lưỡi của nó ha. Nặng là 620 g thì mình thích hợp cho mình làm những công việc như là mình chặt xương hay là những bữa những cái cây nhỏ. 620 g. Mã số 33 208. Tiếp theo lên mã số 34 là một cái đầu rìu về, thì anh chị mình làm cái cán gắn vô. Phần ram đen này vẫn còn đẹp ha. Nặng là 420 g. Phần lưỡi sử dụng này là 9 cm và phần cao này là 10 cm ha. Chữ của nó thì khắc rất là sâu như trong nè. Phần ram đen vẫn còn nè. Rìu 3 tia. Rồi mã số 34 350 ha. Chữ này thì cũng hay gặp ở những cái cây rìu khác ha. 34 350. Tiếp theo em lên mã 35 là một cây cuốc chim ha. Cái cuốc chim này dài tổng là 36 cm. Phần từ cái đầu này cho đến đầu này là 29 cm ha. Và phần cái phần cuốc này thì dài, lưỡi dài là 7.5 cm. Cây này còn rất là cứng ha. Cán nó gắn vô còn cứng, không có bị sụp dịch hay là bị hư cán gì hết. Cây này mình mang theo đi rẫy, đi vườn đi rẫy vậy đó. Thì mã số 35 một cây cuốc chim này giá 380 ha. 380. Tiếp theo lên mã số 36. Cuốc chim mã 35 là 380 ha. 36 là một combo hai cái dụng cụ đa năng. Cái này là con dao gọt hoa quả. Dài lưỡi là 8 cm và dày 2 ly ha. Không hiểu sao con này nó lại làm là vát một bên, dùng cho người tay phải. Có cái bao da nữa. Và một con Victor. Con này dòng Victor trắng ha. Cái này một bên là cái tâm nhọn, một bên là cái nhíp. Cái nhíp cắt. Một cái mở hộp ha. Khui được hộp. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu tuôn ha. Khui rượu vang ha. Dòng Victor này thì nó không gỉ nhưng mà nó rất là sắc ha. Cái này nó hơi bị chỗ này thì anh chị mình về dán cán keo lại không sao ha. Keo AB hay là keo 5.2 vô. Rồi combo mã số 36 350 ha. Tiếp theo lên 37 là một cái búa. Cái đầu lưỡi rìu ha. Cái này không biết sử dụng làm cái gì tại vì dáng nó lạ. Không biết để làm cái gì luôn. Thì nặng tổng là 1.4 kg ha. Phần dài từ đầu búa cho đến lưỡi búa là 31.5 cm. Mà phần cái phần lưỡi này nó chỉ có 2.5 cm thôi. Nặng tổng là 1.4 kg ha. Nên nó có làm 2 cái tia. 1 tia mỗi bên 1 tia. Thì mã 37 em bán giá 250 ha. Anh chị mình về mình làm cái cán sưu tầm hay là mình treo để trưng nữa. Mã 37 250 một cái đầu rìu 1.4 kg ha. Tiếp theo lên mã số 38 là một cây dao chặt nhỏ ha, mini ha. Lưỡi sử dụng là 11 cm ha. Bản chỗ này là 3.2 cm và dày là 4 ly. Cây này mình thích hợp mình chặt những cây bonsai nhỏ trong vườn ha. Vườn kiện, vườn bonsai nhỏ đó. Mã số 38 220 ha.
ráp một bên chữ này. Tiếp theo em lên mã số 39 là một cái mỏ móc. Mỏ móc này nó 3 lớp ha. Dài lưỡi là 13 cm, bị mắp đây cái ha. Mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Cây này 3 lớp rất là bén ha. Chữ đây. Lưỡi sử dụng 13 cm. Bạn là 4.7 cm và dài khoảng 6 ly ha. Dài khoảng 6 ly, cây này là hàng thủ công ha. Nó có quấn dây thừng phần tay cầm cho mình cầm nó chắc chắn nè. Rồi mã số 39 300. Tiếp theo lên mã số 40 là một cây dao chặt ha. Cây này thủ công, đúng chất thủ công luôn. Đây là phần chữ của nó đây. Lưỡi sử dụng là 14 cm, bản 6.3 và dày là 7.5 ly ha. Đây nó giống có một cái rãnh ở giữa này. Bên này cũng vậy luôn, giống như dấu búa vậy đó. Rồi mã số 30, mã số 40 giá 650 ha. Cây này 3 lớp nè, nó hiện lên rõ 3 lớp luôn. Thép rất là bén nha. Mã số 40, 650. Đây phần cán nữa, cán rất là dài còn chắc chắn nha. Tiếp theo lên mã số 41 là một cây dao dài lưỡi, nó có vỏ, nó có vỏ nhưng mà có một phần dao một phần cưa, thì cái phần cưa nó bị mất cây cưa rồi, còn cái vỏ này treo lên. Lưỡi sử dụng là 24 cm, cây này dao chữ, bản rộng là 4.3 cm và dày là 6 ly ha. Dài 24 phần lưỡi thì rất là dài và nó hiếm gặp ha. Ít khi gặp những cây nó dài như vậy. Bình thường là 18 cm là dài, là hoặc 18, 15, 16 gì đó. Thì cây này nó tới dài tới 24. Mình đi vườn mình chặt cây, những cái cây lớn này, nó dài. Thay vì chặt 5-6 nhát, mình chặt 1-2 nhát, 2-3 nhát gì đâu. Cán còn chắc chắn đó. Thì mã này em nhận chuyển khoản ha. Chuyển khoản em bao ship. Đây. Mã số 41 giá 820 ha. Hình thức mã 41 này, 820. Tiếp theo em lên mã số 42 là một cái kéo cắt hàng rào ha. Thì cái này anh chị về mình gắn hai cái cán vô để mình cắt ha. Tại vì cái này nó về nó có mỗi phần lưỡi thôi. Thì cây này hoàn toàn là thủ công ha. Những cái dấu búa, dấu đóng đây. Logo rất là đẹp. Nó tán ốc tán luôn. Cây này hoàn toàn thủ công ha. Hai lớp thép bảo đề nha. Cảm giác nó rất là bén ha. Mình để mình để hàng rào á, hay bộ dâm bụt hay là cây lá xanh gì đó, cây xanh gì đó. Rồi mã số 42 ha, 240. Để gắn thêm hai cái cán vô ha, là thành cái kéo tỉa hàng rào. Cây này hoàn toàn thủ công Nhật ha. Thì anh chị mình, em đã lên 42 mã của clip với 52. Thì anh chị mình lấy mã nào thì mình nhắn tin hoặc điện thoại, về số điện thoại em để trên tiêu đề ha. Thì sau khi đó thì những cái mã nào hết thì em, những mã nào hết thì em có để trên tiêu đề, thì anh chị có chốt hàng thì mình lưu ý mình nhìn tiêu đề trước giùm em ha. Em xin cảm ơn.